Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Trời ơi mấy bạn ơi, bây giờ Phong phải làm sao đây mấy bạn? Mấy bạn nhìn nè, ở đây Phong đang có một cái bánh pizza và một chai Coca-Cola mấy bạn ơi. Thật sự là Phong rất là thích uống nước ngọt với lại ăn bánh pizza luôn á. Nhưng mà Phong đang trong quá trình giảm cân mấy bạn ơi. Có nghĩa là Phong nên ăn rau nhiều vô chứ không nên gọi là ăn những cái đồ mà nó có nhiều calo thế này, với lại là không nên uống nước ngọt quá nhiều. Không thôi là Phong sẽ bị béo phì mấy bạn ơi. Nhưng mà hai cái này nhìn ngon quá, Phong muốn ăn ghê luôn các bạn. Bởi vì các bạn biết sao không? Khi chúng ta ăn vào á thì tâm trạng của chúng ta sẽ rất là vui luôn. Nhưng mà bù lại thì mình sẽ bị mập, thì lúc đó Sammy sẽ không thích mình nữa đâu, thì lúc đó mình sẽ còn buồn hơn nữa ấy. Còn nếu như mình không ăn á, hiểu không, mà mình chỉ nhịn đói thôi thì mình sẽ rất là vui, bởi vì là mình giảm cân thành công, mình sẽ ốm, mình sẽ đẹp. Nhưng mà mình lại không được ăn thì mình lại rất là buồn các bạn ơi. Vậy giờ sao, người ta có nên ăn hay không đây các bạn? Có nên ăn không ta? Nên quyết định ăn hay là nên quyết định giảm cân người ta? Thôi được rồi, mình quyết định như thế này đi các bạn. Ăn trước, mình vui trước đi rồi mình buồn sau, hiểu không? Đó, ăn vô xong mập mày buồn sau cũng được. Thôi nói chung cứ vui trước đi. Lâu lâu ăn miếng chứ không sao đâu ha. Chắc là sao không biết đâu ha các bạn. Ok. Để lấy miếng pizza nè. Trời ơi, thử miếng coi. Nhầm. Trời ơi, ngon quá. Lấy thêm miếng nữa. Nhầm. Trời ơi, đúng thật. Trên đời này không có gì vui bằng được ăn ngon hết các bạn ơi. Nhầm. Trời ơi, no bụng quá mấy bạn ơi. Đúng thiệt là trên đời này không có gì hạnh phúc được bằng việc được ăn no hết các bạn ơi. Trời, ăn no luôn luôn là điều hạnh phúc nhất. Nhưng mà giờ làm gì nữa ta? Ăn no giờ làm gì nhỉ? Hay là đi ngủ ta? Mà khoan từ, đúng rồi, ăn no phải tập thể dục chứ. Ai mà ăn no xong đi ngủ rồi mới mốt biến thành con heo luôn á trời. Mà khoan từ, hình như mình nghe cái mùi gì đó. Ủa, hình như có cái mùi gì đó hôi hôi các bạn ơi. Trời ơi, mình nhớ ra rồi. Tính ra là đã 3 ngày rồi mình chưa tắm mấy bạn ơi. Mấy bạn đừng có nghĩ là Phong ở dơ nha. Chẳng qua là do nhà Phong bị cúp nước á, cho nên mấy ngày nay Phong chưa tắm được thôi. Chứ Phong là Phong sạch sẽ nha các bạn. Một ngày Phong tắm 5 lần lần đó. Bạn nào tin không, một ngày Phong tắm 5 lần lần đó nha. Cho nên là nhà Phong bị cúp nước, Phong mới không tắm được thôi. Bây giờ hình như nhà mình có nước lại thì phải đi vô xem coi có chứ ta. Có rồi bạn ơi, có nước rồi. Ok, từ để mình đánh răng đã. Hồi nãy mình ăn xong rồi, bây giờ mình phải đánh răng cho sạch nha bạn nha. Đánh răng nè. Ok, hay là hôm nay tắm nha. Đúng rồi, mấy ngày rồi mình chưa được tắm cho nên hôm nay phải đi tắm thôi. Khoan từ, hình như là nhà mình hết xà phòng rồi bạn ơi, hết xà bông mất tiêu rồi. Không có xà bông thì làm sao mà mình có thể gọi đầu được đây. Mà bây giờ cuối tháng rồi thì mình lại không có tiền các bạn ơi. Nhà nghèo quá, cuối tháng hết tiền lương rồi giờ sao ta. Đúng rồi ha, Kairon. Đúng rồi, nhà Kairon kế bên nhà mình. Quên mất. Bây giờ mình sẽ qua bên nhà Kairon nha các bạn nha, để mình mượn Kairon một ít xà phòng về nhà tắm mấy bạn ơi. Trời, chẳng lẽ anh em tốt nhau mà gọi là không cho nhau mượn nổi gọi là chai xà phòng đúng không các bạn. Ok, để qua hỏi mượn coi. Kairon ơi, Kairon à. Ủa, Kairon đâu ta? Ủa, hình như là Kairon đi đâu mất tiêu rồi phải. Ơi, bé gà quay ơi, bé gà quay có nhớ anh Kairon của bé gà quay đã đi đâu chưa? Bé gà quay không nhớ à? Ok, trời, bé gà quay nằm đây lạnh lẽo quá, để anh đem bé về nhà nha. Bé bánh kem nè, mình sẽ đem bé bánh kem nè, bé mì nè, bé trái cây về nhà luôn nha. Trời, không hiểu sao điện Kairon để mấy em bé này nằm ngoài đây kỳ quá bạn ơi. Mình sẽ đem về nhà để mình cho mấy em bé đồ ăn này vào trong bụng mình cho ấm áp nha bạn. Ok, khoan từ, quên mất, mục đích của mình qua đây là để mượn xà bông mà, để mình qua lấy ít xà bông coi. Ok, tí nữa mình Kairon về rồi mình xin sau. Bây giờ mình phải đem nhà mình tắm trước đã. Trời, chẳng lẽ anh em tốt nhau mà cho nhau mượn tí không được đúng không các bạn? Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ đem xà phòng về nha các bạn nha. Hôm nay phải tắm tầm 5 tiếng mới được. Ok. Ok đi. Từ từ. Đóng cửa lại đã. Thôi ăn trộm vô nhà lúc mình đang tắm là chết luôn á. Ok rồi. Đi tắm thôi. Cái gì vậy? Ủa ai đây? Ủa trời mấy bạn ơi. Sao tự nhiên trong nhà mình tự nhiên xuất hiện một bạn nào tiện trong nhà mình vậy trời? Quay. Quay các bạn kìa. Quay. Ủa. Hello bạn nhỏ. Thì ra là con gái à. Ủa mà khoan từ, ủa sao tự nhiên trong nhà mình hồi nãy đâu có ai đâu, tiện giờ lại xuất hiện một cô gái ở trong nhà mình vậy trời. Ủa các bạn kia, bạn là ai sao tiện bạn vô nhà tôi vậy? Hả các bạn kia? Ủa cái gì đây? Ủa sao tiện không nói chuyện mà đưa mình cái quyển sách gì đây, để xem coi. Nhà tôi bị cúp nước nên bạn cho tôi dùng ké nước nha. Ủa
Trời, chạy tính ra là qua bên đây dùng ké nước nhà tôi luôn hả? Ơi không được các bạn ơi, tiền nước tháng này của nhà tôi là hơi bị nhiều quá cho nên không cho dùng ké được đâu. Tôi chỉ cho bạn gọi là mượn một ít nước thì được thôi. Bây giờ bạn về nhà, bạn lấy cái xô hay gì á, bạn qua bạn múc nước đi, chứ tôi không cho bạn dùng ké nước hoài đâu. Tiền điện, tốn tiền điện, tiền nước nhà tôi lắm. Không được. Trời trời, sao lại không đồng ý? Tính ra là nhà của tôi mà tiền bạn qua bạn xài ké nước của tôi. Kỳ vậy? Hả? Phong ơi. Ủa gì vậy? Chết, các bạn ơi, Sammy qua nhà mình. Trời trời, tại sao lại qua lúc này trời? Đúng lúc nhà mình đang có một cái bà nào con gái vô nhà mình. Trời trời, có khi nào Sam hiểu lầm mình chết không ta? Ôi, các bạn kia, bạn ở trong nhà tắm không được ra ngoài nghe chưa? Không được phát ra tiếng động nghe chưa? Ok ok. Bạn ơi, mở cửa tôi nhanh lâu vậy? Tôi đau cổ nè. Tôi nè. Ủa Sam, sao mở cửa lâu vậy? Tôi đang đi toilet, Ủa mà có chuyện gì ạ? Ủa tôi qua nhà ông chơi chứ có gì đâu. Ủa mà sao hôm nay mặt ông là vậy? Mặt ông xanh lè xanh lét luôn kìa. Ủa sốt hả? Đâu, mặt tôi bình thường mà. Tôi đâu có bị gì đâu. Đúng không heo, đúng không? Bruh. Đâu có gì đâu. Rồi bây giờ cho tôi vào rửa tay tí nha. Hôm nay tôi mới chạy ra đường nhiều lắm. Bây giờ tôi vào tôi rửa tay cho sạch sẽ. Ủa sao tự nhiên không về nhà của bà rửa tay, tự nhiên qua nhà tôi rửa tay làm gì? Ủa gì kỳ vậy? Bây giờ tôi qua nhà ông rồi, bây giờ tôi phải vào nhà ông rửa tay, lại bây giờ tôi chạy về nhà tôi rửa tay luôn à? Tôi đâu có rảnh đâu. Ủa, tôi biết là bây giờ là mùa dịch bệnh hiểu không? Mấy bạn nhỏ cũng nên nhớ nè, mùa dịch bệnh á thì mấy bạn á ra ngoài đường á nha, mấy bạn về nhà mấy bạn nhớ là phải rửa tay rửa chân sạch sẽ nha các bạn. Ấy đang là mùa dịch bệnh cho nên nhớ là phải rửa tay kỹ càng nha. Nhưng mà tính ra nhà này nhà của tôi mà, tôi không cho ai dùng hết, mình tôi dùng thôi. Cái gì kỳ vậy? Ủa gì kỳ vậy? Ông không biết à? Nhà của ông cũng là nhà của tôi, mà nhà của tôi cũng là nhà của tôi, thì suy ra cùng là nhà của tôi mà tôi bảo tôi rửa tay có gì đâu? Gì kỳ vậy? Gì kỳ vậy? Tự nhiên nhà của tôi là nhà của bà mà nhà của bà vẫn là nhà của bà là sao? Tào lao. Rồi, mệt ghê. Ông sắp ra tôi để tôi rửa tay của ai đứng ngoài à? Ê. Hay là ông giấu tôi cái gì ở sau cái cánh cửa này? Ông giờ nhìn mặt nghi lắm nha, hồi trừ cứ nhìn mắt cái đạo đi, đạo qua đạo lại liên tục nha. Ủa tôi có giấu bà gì đâu, từ trước giờ tôi chưa từng giấu Sam cái gì hết á. Sam ơi, tôi mới qua nhà Kairon kiếm được con gà quay ngon nè, hay giờ mình ăn gà quay đi. Vô đây ăn gà quay. Ông đừng có mà đánh chúng lẹ, tôi biết ông giấu cái gì tôi nha. Lên ông có khai hay không hả? Có giấu cái gì đâu. Rồi ông giấu gì đúng không? Bây giờ tôi vào toilet thử coi. Giấu cái gì? Đừng vô bạn ơi. Đừng tôi đánh bây giờ mệt ghê luôn. Ủa hả? Ủa gì đây? Ủa đây là có một bạn nữ trong toilet của ông. Trời đất ơi, tôi không ngờ ông là con người vậy luôn hả? Ông giận mà đi chơi mà không dẫn tôi hả? Trời đất ơi là trời. Ủa cái gì mà dẫn đi chơi bà nội? Bình thường người ta mà đi chơi á là ta phải ra ngoài công viên nè, người ta ra ngoài siêu thị nè, hay là người ta ra ngoài tiệm game, người ta đi chơi. Chứ ai đi vô toilet? Bà nội, tao lao. Ai biết được là ông dẫn bà này vào để đứng đây đợi, xong đợi lúc tôi đi xong bà ông rủ bà này đứng công viên đúng không? Trời đất ơi, tôi không ngờ là con người gọi là độc ác và như vậy luôn á. Tôi ghét ông. Ủa? Đừng có đuổi theo tôi nữa. Ê, có đâu, tính ra tôi có giấu bạn này đâu, bạn này tự vô nhà tôi mà. Tôi không biết, tôi giận không rồi. Ủa trời, mấy bạn ơi. Ủa gì đó, cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Tự nhiên không bây giờ một bà nào đó tiện xuất hiện trong nhà mình, xong rồi Sammy qua bên đây, Sammy nhìn thấy bà này, rồi Sammy giận mình. Ủa, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trời ơi, chắc là tôi bị điên quá. Trời ơi, chắc là não mình sắp nổ tung rồi bạn ơi. Ôi trời ơi, tức quá mà, tất cả tại cái bà kia. Quay, trời ơi. Tại sao vậy hả? Bạn là ai tiện bạn vô nhà mình xong giờ làm cho bạn gái mình hiểu lầm rồi kìa, thấy chưa? Bạn á tưởng mình dẫn bạn đi chơi cho nên mà bạn nó giận mình rồi kìa. Trời, bạn đi về nhà bạn giùm mình cái đi. Đi về đi. Hả? Sao lại lắc đầu? Tính ra nhà của mình mà trời. Không, tôi không cho xài ké nước đâu. Đi về đi. Đi về. Nhà của tôi, đi về lên. Đi về. Trời ơi trời, con gái ngứa đâu mà vô duyên tiện vô nhà người ta, kỳ cục quá. Trời ơi, cái bà này không biết là ai trời. Rồi còn khóc lóc trước nhà tôi nữa. Thôi bà về, bà lỡ coi có ai nhìn thấy tưởng tôi gọi là người ta tưởng tôi đánh bà hay gì, bà khóc nữa người ta chửi tôi nữa. Đó về vậy. Ồ đúng rồi, từ nãy giờ mình đang đánh bà rồi. Đi vậy, quay lại đây nữa tôi quýnh đó nha. Trời ơi, con gái ngứa kỳ cục quá bạn ơi, vô nhà người ta. Trời ơi, làm cho Sammy giận mình mất tiêu luôn rồi.
Ai, trời ơi trời, chắc tôi bị khùng quá trời ơi, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra luôn á trời. One eternity later. Để coi coi, súp nè, bánh quy nè, mật ong nè, coca, gà quay, heo quay, bánh pizza. Trời ơi, nhiều đồ ăn ngon quá trời quá đất luôn bạn ơi. Ai, mấy bạn ơi, mấy bạn nhớ hồi sáng nay có chuyện gì đã xảy ra với Phong không? Tự nhiên không có một cái bạn nữ, bạn qua bên nhà Phong, bạn đã xin một ít nước. Vậy mà Sammy hiểu lầm mình, Sammy tưởng là mình có bạn gái mới, xong rồi Sammy giận mình mất tiêu, Sammy ghen các bạn ơi. Cho nên là bây giờ mình phải tìm cách để xin lỗi Sam nè. Nhưng mà người ta thường nói rồi, con đường ngắn nhất để đến với trái tim của một người con gái phải đi ngang qua con đường bao tử. Đấy, cho nên là Sammy rất là thích ăn đồ ăn luôn các bạn ơi. Cho nên là mình sẽ chuẩn bị rất là nhiều đồ ăn đây nè. Đấy, để xin lỗi Sammy nha. Còn giờ từ để mình qua mình gọi Sammy đã. Hay, không biết là Sammy còn giận mình không đây. Sáng giờ không thấy gọi là nói chuyện với mình tiếng nào luôn. Thầy cô á, hiểu lầm thôi mà. Để nhấn chuông nè. Sam ơi, Sam ơi. Ai à? Tôi Phong nè Sam ơi. Cái gì? Ôi Sam ơi, đừng giận tôi nữa mà. Ra đây nói chuyện với tôi đi. Trời ơi, đừng giận tôi mà. Không. Sao giận tôi vậy? Rồi bà không ra đây tôi đập cửa, tôi chui vô nhà luôn nha. Ông mà đập cửa tôi giận ông luôn á. Muốn nói gì nói đi. Trời ơi. Ôi Sam ơi, đừng giận tôi đúng mà. Tính ra là hồi sáng nay á nha, là cái bạn nữ đó đó, bạn đó chỉ qua nhà tôi để bạn đó xin một ít nước thôi, tại vì nhà bạn đó bị cúp nước, chứ đâu phải là tôi gọi là tôi giấu bà, tôi đi chơi chung với bạn đó đâu. Thật không? Không tin, không tin. Nghĩ sao vậy? Làm sao mà có chuyện vô lý này được hả? Thiệt, trời ơi trời, mấy bạn ơi, bạn làm chứng giùm cho Phong đi, mấy bạn nhớ qua bên kênh của chị Sammy, mấy bạn comment là Sammy ơi tha lỗi cho anh Phong đi nha bạn, chứ bây giờ Sammy gọi là không tin mình các bạn ơi. Thiệt mà, làm ơn đi. Với lại tôi nghe nói hình như là cái bạn nữ đó là thành viên mới của Hero Team bọn mình á, cho nên là không phải là người ngoài xa lạ đâu, cho nên là không phải đâu, bà hiểu âm rồi. Được rồi, tôi mở cửa ra nói chuyện với ông nè. Ai, ok. Thôi mà sao, ở bên kia tôi có chuẩn bị nguyên mâm đồ ăn to đùng kìa, tha lỗi tôi đi, giờ tôi sẽ gọi là người ta đãi bà ăn một bữa ăn no nơi luôn nha. Nói chung là ông cũng biết điều, cùng với lại tôi đang đói nữa. Thôi rồi, để lần cuối á tôi tha lỗi cho ông á. Yeah, trời ơi, bạn ơi, bạn thấy chưa đó, thấy không? Nói chung là rất là dễ thôi bạn ơi, chỉ cần có đồ ăn thôi là mọi chuyện sẽ được giải quyết ha. Đó, bạn thấy ghê không? Ok, vậy thôi nói chung á là hiểu lầm thôi nha. Bây giờ mấy bạn ơi, mấy bạn nhớ qua bên kênh của Sammy á, sau đó là comment là chị Sammy tha lỗi cho anh Phong đi, cho Sammy gọi là tha lỗi cho mình nha bạn. Ok, thôi giờ mình đi ăn nha Sam. Rồi đi ăn, bây giờ tôi đói quá trời luôn nè, sáng em có ăn được cái gì đâu. Quay qua đây, trời ơi, tôi chuẩn bị đồ ăn nhiều lắm. Đây nè, có đâu, heo quay rồi, nè, qua gà quay pizza. Ồ, thích đấy. Gì kỳ vậy? Ủa? Sao không? Tại sao ông lại rủ bạn này ăn? Quá đất ông dẫn tôi quay lại gặp cái tình huống này hả? Trời ơi, quá đáng, quá trời luôn á. Rồi tôi giận ông suốt cuộc đời này luôn, không bao giờ gặp nữa. Ủa, sao tự nhiên giận tôi nữa rồi? Ủa, tính ra mới xin lỗi sao? Ủa cái gì vậy mấy bạn? Cái gì vậy? Tự nhiên không, mình chuẩn bị mâm đồ ăn này cho Sammy ăn mà tự nhiên khi không, bà nữ này bà lại qua bên nhà mình, xong bà thấy đồ ăn này bà ngồi vô băng ké nữa bạn. Ủa sao cái bà này suốt cuộc đời bà chỉ gọi là dùng đồ ké của ta ta, nước bà cũng qua bà đổi xài ké đó, bây giờ đồ ăn bà cũng muốn ăn ké luôn bạn ơi. Quay cái bà kia, sao tiến qua nhà tôi ăn đồ ăn của tôi vậy? Đi dài cái lên, đi ra. Trời, tôi đói hả? Đói cái gì mà đói, tính ra trà của tôi mà tự nhiên vô qua ăn đồ ăn. Trời, mấy bạn ơi, nước cuộc bà này là ai vậy? Số tiên rồi xong bà lấy hết đồ ăn của mình đem về nhà luôn hay sao vậy? Mấy bạn ơi, hình như mình nhớ là cái bạn nữ này là ông Mr. Dịch tuyển vô team đúng không các bạn? Tự nhiên ông Dịch cái không tuyển cái bà này vô team làm gì đi bà, gọi là bà qua nhà mình bà xài ké nước rồi giờ bà lấy đồ ăn mình bà đem về nhà bà ăn luôn vậy trời? Chuyện gì xảy ra vậy trời? Ủa chuyện gì xảy ra vậy trời? Chắc tôi khùng quá, chắc tôi là bị điên quá bạn ơi, chắc tôi sắp bị khùng rồi, tôi sắp nổ não rồi bạn ơi. Trời ơi trời, mấy bạn ơi, Sammy lại giận tôi nữa rồi. Mấy bạn ơi, mấy bạn nhớ qua bên kênh của Sammy comment là chị Sam ơi tha lỗi cho anh Phong đi để cho Sam hết giận mình nha các bạn. Rồi, ủa chuyện gì xảy ra vậy? Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì tiếp theo? Tôi sắp bị khùng nữa bạn ơi.